Đây là Coi 68 và bạn đang nghe DeFi Discussion. Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với một tuần mới, và đây là một tập mới của podcast DeFi Discussion. Trong tập tuần này thì bọn mình sẽ mang lại cho anh em một phép thử mới. Với bọn mình là một cái phép thử mới và một concept mới có một xíu thay đổi. Thì cái thay đổi tuần này là như thế nào? Thì chắc là xuyên suốt hành trình của tập hôm nay anh em sẽ có thể phần nào đó cảm nhận được. Tuy nhiên, trước khi đi vào cái câu chuyện của tuần này thì chắc là chúng ta sẽ nói đôi lời với các bạn đang nghe DeFi Discussion nha. Oh. Hello các bạn, thế là cũng lâu rồi các bạn chưa thấy mình ở trên DeFi Discussion đúng không? Mình là Phong đây, và bọn mình và Nguyên thì nếu mà các bạn nghe thì chắc là sẽ hiểu là bọn mình sẽ có một cái đổi vai so với những cái số mà bọn mình thường lên với nhau trong tuần này. Thì đổi vai để làm gì thì chắc là sẽ để Nguyên giới thiệu cho các bạn ha. Ok, thì chắc là anh em sẽ cảm nhận được cái tinh thần xuyên suốt của chuỗi series DeFi Discussion này. Đó là cái tinh thần skin in the game, cái tinh thần mà gọi là đắm mình vào thị trường đúng không? Và trải nghiệm và thực sự là nếm những cái mặt trái, để nhìn thấy được những cái mặt trái cũng như là những cái thuận lợi và cái tinh thần đó thì bọn mình luôn cố gắng giữ. Và với một người mà có thể nói là đắm mình với thị trường rất là gọi là đắm mình rất là sâu trong tuần vừa qua, bọn mình nghĩ là cái vị khách mời mà gọi là phù hợp nhất cho cái chủ đề hôm nay thì chỉ có thể là Phong thôi. Và nói như vậy để dẫn đến cái chủ đề tuần này, đó là những cái trải nghiệm trong cái quá trình mà đi làm những cái sự kiện của crypto trong thời gian gần đây ha. Thì chắc là câu hỏi đầu tiên dành cho Phong đi. Thì cái thời gian gần đây thì Phong có những cái trải nghiệm nào với các cái sự kiện trong thị trường crypto, và nếu được chọn ra một cái sự kiện mà để lại nhiều ấn tượng nhất thì đó là sự kiện nào? Yeah. Thực ra thì nếu như các bạn trong thị trường thì chắc bạn cũng để ý là khi mà kiểu Covid không còn đáng nhắc đến cái mối lo về Covid nữa rồi á, thì các event nó sẽ bắt đầu chuyển sang offline nhiều hơn, là mọi người sẽ muốn là ra ngoài gặp người này người kia, và nói gì thì nói, cái mà gặp mặt ngoài đời với nhau á nó vẫn hơn rất là nhiều so với cứ gặp Zoom rồi gặp Meet các thứ online. Thì cuối cùng thì sau 2 năm thì các cái event của crypto cũng bắt đầu nóng trở lại. Có event trong nước, có event ngoài nước, nhưng mà nếu mà các bạn để ý và có theo dõi trên Twitter hoặc là các cái bên KOL của các thị trường đều nói á, thì phần lớn sự chú ý của mọi người trong khoảng một tuần vừa qua thì đều hướng đến Singapore, nơi tổ chức token 2049. Cũng là chuyện bình thường thôi, là Coi 68 thường sẽ là partner với là media partner với những cái event như thế này. Và tuần vừa rồi thì team bọn mình cũng có dịp qua đến tận nơi và để xem là những cái người mà các bạn cứ tưởng tượng có những con người mà họ 200,000-300,000, 1,000,000 follow trên Twitter, xong rồi mình đọc những cái tweet của người ta, xong rồi giờ mình được đến tận nơi, mình nói chuyện trực tiếp với người ta, mình hỏi người ta những câu và mình gặp người ta ngoài đời á, thì nó là một cái cảm giác khá là hay. Và đúng là lần đầu tiên khi mà gọi là bọn mình làm báo đấy, làm báo, làm content thì được trải nghiệm cái câu chuyện này và cũng khá là hay. Thì đó cũng là cái lý do mà Nguyên khăng khăng lôi mình từ Sinh về, bảo là anh ơi nhanh lên, phải về đây để thu cái này nhanh chứ không là nguội mất. Và bọn mình vừa hạ cánh từ Singapore hôm qua thôi, và bây giờ cũng rất là vui để chia sẻ với các bạn những cái trải nghiệm về cái sự kiện này. Một sự kiện mà có thể nói nó sẽ là tiêu chuẩn, nó sẽ là cái mức trần á. Nếu mà một sự kiện crypto mà làm tốt lắm á thì mình cũng nghĩ là chỉ đến được mức của token 2049 mà thôi. Ok, vậy thì có cái điểm nhấn nào, hoặc là có cái gọi như là cái khoảnh khắc đi, gọi là để lại nhiều ấn tượng nhất ở 2049, token 2049 mà Phong kiểu như là vô cùng ấn tượng, mà nó kiểu không thể phai được á. Cái khoảnh khắc đó là cái gì? Khoảnh khắc thì cũng nhiều, nói chung nó là một cái quá trình. Nhưng mà trước khi nói cái đấy thì đố Nguyên biết nhá. Cái thứ mà mọi người kỳ vọng nhất
khi mà đến token 2049 thì tức là nếu mà người biết token 2049 đến thì phải mua vé để vào được cái hội trường đấy, thì đố mọi người biết khi mà người ta đến Singapore vào cái thời gian đấy làm crypto thì người ta sẽ kỳ vọng vào cái gì nhất ở cái event này? Thôi thì chắc là mình sẽ trả lời theo cái theo một cái lớp bảo mật về cái vấn đề này, đó là mọi người sẽ đến để nghe xe một cái thứ mà mọi người ai cũng biết là cái gì đó, đúng không? Tức là đã tham gia thị trường thì chắc chắn là mọi người sẽ đều nghĩ đến cái này, và với các cái nhà đầu tư thì chắc sẽ nghĩ đến vấn đề này, thì không biết là cái phỏng đoán của mình thì có đúng không? Thực ra thì đâu đấy thì cũng có ý đúng. Các bạn có thể hiểu là main event là 2 ngày, là ngày 28, 29 tháng 9. Nhưng mà thật ra cái thứ mà mọi người kỳ vọng nhiều, và cái thứ cũng là cái thứ mà bọn mình kỳ vọng nhiều á, là những cái event bên lề, là những cái side event, là những cái có cái alpha trong đó, đúng không? Đúng rồi, tức là ở trong cái hội trường sự kiện á, thì mọi người chỉ nói về những cái macro. Còn khi mà kết thúc event á, đến tối về á, mọi người sẽ bắt đầu kéo nhau về, nó sẽ có những cái quỹ chơi thân với nhau, những cái dự án chơi thân với nhau, họ sẽ gom lại, họ book một cái khách sạn, book một cái nhà hàng nào đó và mời mọi người đến và cùng chia sẻ ở đấy. Thì đấy mới là cái không gian mà mọi người kỳ vọng được tham gia nhất khi mà đến những cái event như này. Không phải là dễ mà chúng ta có được hàng trăm cái dự án từ khắp nơi đổ về cùng một chỗ, và người ta sẽ phải làm một cách nào đấy để mà có được nhiều kết nối hơn, có được một cái mạng lưới rộng hơn. Đấy là một cái. Và trong suốt thời gian ở Singapore thì có khoảng 150 cái side event như vậy. 150. Quay trở lại phần chính của sự kiện á, thì mình nhớ nhất là cái khoảng khắc mà khi mà nói về chủ đề NFT á. Thì mọi người thừa biết á, là NFT á, thì mấy cái ông đấy không bao giờ lộ mặt. Nên không bao giờ lộ mặt. Thì mình cũng rất là tò mò là một á, là xuất hiện on stage chắc là họ sẽ không bao giờ chịu rồi. Hay là video call thì video call sẽ như nào. Thì cũng có một cái tấm hình khá là vui, chắc là mình sẽ edit mình show lên màn hình cho các bạn luôn. Đó là cái câu chuyện mà vị host ngồi một mình ở trên cái stage cực kỳ rộng luôn. Cái stage chắc phải 300 mét vuông. Ông ngồi một mình với một cái bàn, rồi hai bên á là cái avatar của con Punk, Crypto Punk 6529. Là nếu mà mọi người xem trên Twitter thì chắc là cũng có thấy trang này rồi, nó là KOL khá là lớn. Và một cái ở bên tay trái, còn bên tay phải là Willsack ETH, là một ông ngồi ở giữa khán đài ngồi nói chuyện với lại một ông ẩn danh ở trên đấy, và có khoảng độ 500 người ngồi dưới và nhìn lên cái avatar động đậy đấy. Mình nghĩ là cái khoảng khắc đó chắc là nó chỉ có ở trong crypto thôi, chứ các nơi khác người ta cũng không có làm cái kiểu như vậy. Thực ra thì cái câu chuyện về ẩn danh hay là cái câu chuyện về sự an toàn cho các dự án crypto thì nó vẫn sẽ là những cái dấu hỏi trong thời gian tới, và chúng ta khó mà kết luận được là cái này nó sẽ tốt hay xấu. Tuy nhiên là thôi thì cứ gọi là đắm mình vào trong cái khoảnh khắc đó đã, và mình thấy nó thú vị, thấy nó hay và thấy nó độc nhất, và không có cái thị trường nào mà nó có được cái yếu tố đó, thì nó là một, nói chung là một cái trải nghiệm cũng khá là thú vị, đúng không? Chắc là mình sẽ nói sâu qua một xíu về tạm gọi là cái alpha đi, thì có cái sự thay đổi nào trong cách thị trường đang vận hành hiện tại không? Hay là tức là nói một cách khác là nó có cái sự thay đổi nào trong cách mà các dự án hoặc là các cái bên VC hoặc là các cái media partner họ có cái sự thay đổi nào trong thời gian của cái sự kiện này không? Mình có thấy được cái so với một cái khoảng thời gian trước đi, tức là cái lúc mà thị trường nó đang khá là bùng nổ. Thật ra thì người ta nói với nhau như này là trong cái lúc mà thị trường khó khăn như này á, mình không biết là downtrend hay không, gọi là bear market đi. Trong cái lúc mà thị trường khó khăn như này á, thì mọi người mới làm event nhiều, mọi người mới chịu ra ngoài gặp nhau nhiều. Còn cái lúc mà thị trường lên á, thì ai cũng lo việc của mình thôi, ai cũng là đang build sản phẩm, ai cũng đang lo gọi vốn rồi các thứ. Thì trong cái lúc mà thị trường chậm lại như này á, thì mọi người mới dành thời gian gặp nhau nhiều. Mình thấy đấy cũng đúng. Lúc mà đi đến tuần 2049 á, thì có một lần mình lúc mà mình đi vào trong cái, nó gồm hai phần nha, là phần expo, là phần các cái dự án nó sẽ đặt booth của mình ở trong đấy để giới thiệu sản phẩm của mình cho người đến.
và họ sẽ có một cái station, ba cái stay á, là ba cái stay là để dẫn dạ lên nói. Thì có mình có đi ngang qua bút của Chilis, Chilis thì là ông trùm của các thể loại fan token á, nếu mà biết. Thì fan token nó đang là cái narrative rất là lớn trong thời gian gần đây mà mọi người quan tâm rất là nhiều. Và đến đấy thì mình thấy cả CEO của Chilis là thì là ông Alexander á. Thì ổng cũng chịu khó, ổng là CEO của một dự án lớn như vậy nhưng mà ổng vẫn rất là chịu khó, ổng đi nói chuyện với từng người, nói chuyện với người này, nói chuyện với người kia, ai hỏi ổng trả lời hết, ổng rất là willing để trả lời những cái câu chuyện đấy. Và cái đó là mình kiểu khá là ấn tượng và mình nghĩ là thực ra là những cái nguyên thấy đúng không, là bình thường á là những cái vị trí cao như vậy của dự án người ta ít khi phải xuất hiện ở những cái bút như vậy. Nó gọi là cái tinh thần của một cái startup nó vẫn được duy trì dù cho cái tổ chức của người ta nó đã ở một cái quy mô khác rồi, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Và đúng là mình cảm thấy khá là ấn tượng với những câu chuyện như vậy. Thêm một cái nữa là dù gì thì bọn mình qua đấy cũng không phải đi chơi, bọn mình là media partner. Thì cũng thứ nhất là phải recap lại những cái nội dung của event, cái đấy chắc chắn rồi. Nhưng mà thứ hai thì bọn mình cũng muốn là có dành thời gian nói chuyện với các dự án hay không. Và qua đến đấy thì cũng có một lần bọn mình gọi với nhau là gọi là Dual Idol thành công. Đó là ở đấy thì chắc các bạn có biết Nansen ha. Nansen là cái service mà on-chain analytics khá là lớn và khá là hiệu quả. Thì bọn mình cũng có xài cái Nansen Pro. Và đến lúc đấy thì thấy ông Alex Svanevic là CEO của Nansen thì ông nói chuyện trên stage. Xong rồi mình bảo là chắc là mình phải vớ cái ông này về phỏng vấn. Xong rồi đến lúc đấy, đến cái bút của Nansen thì bọn mình cứ đi vòng vòng là không biết là nói với một người mà kiểu lớn như vậy trong thị trường, một người có tiếng tăm như vậy trong thị trường thì bọn mình sẽ nói như nào đây. Thế là mới bảo là thôi rồi cố gắng cứ nhảy thử vào một phát xem coi là nếu mà không được thì cũng lắm là nhận thêm một lời từ chối là không thôi, còn nếu mà được thì tuyệt vời quá. Và cuối cùng thì bằng một cách thần kỳ nào đấy, lát nữa nếu mà được thì mình sẽ chia sẻ cái cách mà các bạn làm sao để connect được với những ấy. Thì cuối cùng cũng có cơ hội trò chuyện. Có một cái thông tin như thế này là nếu như mà các bạn muốn theo dõi cái buổi phỏng vấn này trực tiếp đầy đủ cái buổi phỏng vấn này thì có thể theo dõi ở trên kênh, các kênh truyền thông của Coi Số 8 TV ha. Thì chắc là bọn mình sẽ sớm, mình nghĩ là sẽ sớm public những cái đoạn phỏng vấn này ha. Phải sớm chứ không thì nó nguội mất, kiểu mọi người đi về cả tuần rồi không có thì nó hơi quê. Ok, thì thôi thì mình sẽ nói về cái câu chuyện là chắc là nhiều bạn cũng tò mò, đó là nếu như mà đi tác nghiệp như vậy ở trong một cái ngành mà nó nhanh như crypto, mà nó còn phải gọi là mình tác nghiệp, tức là nó cái yếu tố mà cấp tốc và cái yếu tố mà nhanh và chính xác thì nó phải được đặt lên hàng đầu, thì có cái trải nghiệm nào thú vị trong cái việc đi trực tiếp tác chiến ở những cái sự kiện lớn như thế này không? Nếu mà nói trực tiếp quay on site thì mình cũng phải thừa nhận luôn là mình không phải là dân chuyên nghiệp. Nếu như Nguyên thì chắc cũng biết rồi, mình cái việc của mình là mình ngồi mình làm content ở nhà. Nhưng mà tất nhiên là quay on site thì mình sẽ không bằng rất là nhiều anh em. Mình chỉ mang cái gear, máy và mic và ống kính cơ bản đi thôi. Cái quan trọng là bọn mình cố gắng tiếp cận được những cái người mà high profile nhiều nhất có thể. Và cái câu chuyện á là mình nghĩ là sau này các bạn nếu mà đi event nhiều thì các bạn sẽ có cái thắc mắc này giống như mình, là mình là ai, mình làm cái gì, mình làm sao mình có thể giới thiệu được mình cho người ta để người ta ấn tượng và người ta đồng ý làm việc với mình, người ta đồng ý nghe mình nói, người ta đồng ý cho mình quay người ta lại để làm tư liệu. Thì mình trong cái suốt cái hành trình mà đi ở token 2019 á, thì mình thấy có ba hướng có thể tiếp cận. Thứ nhất thì là cách dễ nhất là các bạn đã từng làm việc với dự án đấy rồi, hoặc là tổ chức của các bạn đã từng làm việc với cái dự án đấy rồi. Ví dụ như là Coi Số 8 từng làm media partner với một số các dự án khác, thì lần này chỉ đơn giản thôi là nhắn trong group chung là ê, bọn tao đang ở đấy, bọn tao sắp có cái này, thì bọn mày có thể cho tao khoảng độ 50 phút để bọn tao quay, bọn tao phỏng vấn bọn mày được không? Cái thì rất đơn giản, tại vì mọi người đã biết nhau từ trước rồi. Thứ hai á là mọi người có một người nào đó giới thiệu, là reference, là ví dụ như là founder của một dự án các bạn quen giới thiệu với các bạn đến một dự án khác để các bạn tác nghiệp, thì cái đấy cũng là câu chuyện cũng khá là đơn giản, tại vì có người giới thiệu thì sẽ ok hơn. Cái thứ ba là cái khó nhất là mình muốn tiếp cận những cái dự án mà tier 1 của thị trường, những cái dự án mà thuộc hàng top của thị trường, và
Trong mắt người ta là mình là nobody. Nếu mà mình không phải là New York Times, mình không phải là Bloomberg, mình không phải là Yahoo Finance các thứ, thì mình là nobody. Thì làm sao để mà mình có thể tiếp cận được người ta, làm người ta ấn tượng trong một khoảng thời gian đủ ngắn. Tại vì các bạn biết á, ở trong một cái expo như vậy á, có hàng nghìn người, người ta đi quay lại, đi quay lại. Và làm sao để mình gây ấn tượng được với người ta. As a media thì cái câu chuyện là mình lại đưa ra những cái thứ mà mình đã làm thôi. Ừ, thì các bạn phải tự hào với những thứ mà mình đã làm. Thì đâu đấy những kênh social là cái bộ mặt của chúng ta. Ờ, thì đến lúc đấy thì bọn mình từng thử rồi. Lúc đấy á, là bọn mình có tiếp cận với bọn mình hỏi là ê, bọn tao là media như này, đây là website của bọn tao, đây là social của bọn tao. Thì ổng nhìn vô xong rồi ổng khôn tượng, ổng bảo là thôi maybe later. Thì cái maybe later đấy á, là cách lịch sự của người ta nói là thôi tao không phỏng vấn với tụi mày đâu. Thì lúc đấy mình cũng phải tinh ý để mà mình thôi mình đi, mình biết là người ta không muốn trả lời phỏng vấn của mình. Thì sau vài lần bị từ chối như vậy thì cũng có thể nói là thì chắc là người ta bận thôi. Nhưng mà đến cuối cùng á, thì bọn mình có một cái zoom, gọi là một cái phỏng vấn khá là thành công với Constant Wang là CEO của FTX Global. Xong rồi với một số những người khác như mình có nói là Alex Svenovic là CEO của Nansen, rồi Alexander là CEO của Genius. Thì cũng có những người high profile. Thì đi ra onsite á, thì mình nghĩ là có nhiều lý do các bạn sẽ nhận được những lời từ chối không phỏng vấn với các bạn. Nhưng mà mình nghĩ là đấy cũng đừng có bị gọi là discouraged, đừng có bị nản lòng vì những câu chuyện đấy. Tại vì có thể là người ta bận, có thể người ta mệt rồi, người ta nói từ sáng nhưng người ta rất là mệt rồi. Thì lúc đấy là mình có mình join, mình tìm cơ hội khác để mình tiếp cận những người khác thôi. Nó là những cái thứ mà thực sự phải ở trong cái space đó, ở trong cái hội trường đó thì chúng ta mới cảm nhận được, hoặc là gọi như là nhìn ra được những cái khúc mắc đó, những cái vấn đề đó, đúng không? Thì maybe là các bạn nào mà có kiểu như là thắc mắc là ok, nếu như mà đi ra phỏng vấn dự án này dự án kia, rồi CEO này CEO kia top tier này, thì nó có những cái vui hoặc là có những cái gọi là một chút hơi nản lòng như thế nào đó, thì thông qua cái phần chia sẻ hôm nay thì chắc là các bạn sẽ có những cái góc nhìn nó đa dạng hơn, cái góc nhìn nó đa chiều hơn, và nó mang tính chất là thực tế hơn. Rồi thì còn một cái nữa là mình nghĩ là những người mà chưa đi networking quen á, mình cũng không dám tự nhận là mình là người kiểu giỏi networking hay là gì cả. Thực ra mình cũng đây cũng là lần đầu tiên trong một thời gian rất là lâu của mình rồi mình mới đi ra ngoài mình nói chuyện với người lạ. Thì sẽ có những cái lúc mà mình nhìn một cái một hai ba người ba bốn người một nhóm người nói chuyện rất là vui, và mình nhận ra cái logo trên áo của người ta, và mình muốn nhảy vào mình tham gia cái conversation, mình tham gia cái cuộc trò chuyện của người ta. Nhưng mà xong rồi tự nhiên mình nhìn mình cái đần thối là mình không biết là giờ làm sao để mà mình nhảy vô đây. Người ta nói chuyện rất vui vẻ như vậy, lỡ mình nhảy vô nha, người ta không thèm nói chuyện mình thì sao, thì bị quê đúng không? Thì cái cách tốt nhất làm là cứ thôi thì cứ thử bị quê đi. Thế là cái tỷ lệ mà 50-50 cũng không phải là tệ lắm. Ví dụ như bạn nhảy vô 10 lần bạn bị ignore 5 lần thì cũng không sao cả. Trừ khi các bạn là một người mà không cần phải giới thiệu về mình nữa, tức là bạn xuất hiện là đám đông biết bạn là ai rồi thì bạn sẽ không cần phải. Nhưng mà nếu mà ở là một người bình thường và ở trong thị trường bình thường á, thì đôi lúc có những cái conversation người ta sẽ không đón chào bạn lắm, người ta sẽ muốn nói chuyện của người ta thôi. Và hoặc là người ta ví dụ nhá, có những cái dự án mà từ Bắc Phi chẳng hạn, từ Tunisia, từ Libya, hoặc là từ Trung Đông như là Thổ Nhĩ Kỳ chẳng hạn đi, người ta không biết về, ví dụ như mình nói mình giới thiệu con số 8 là media top đầu của ngành blockchain tại thị trường Việt Nam. Nhưng mà dự án của người ta không có ý định tiếp cận đến cái thị trường này thì người ta không quan tâm đến mình là chuyện hiển nhiên thôi. Ừ, cũng chả sao cả. Thì cũng cứ giữ connection thôi, và nếu mà trong tương lai thì tiếp tục nói chuyện được với nhau thì cũng khá là ok. Có một cái thông tin như thế này, tức là tại cũng biết cái góc nhìn của Phong về sau khi đi cái trải nghiệm cái sự kiện này, thì không biết cái thông tin này nó có gọi là quá nhạy cảm hay không, nhưng mà khi mà chúng ta lướt Twitter thì thấy có một vài cái dòng chia sẻ bảo là cái sự kiện này hầu hết là VC
đi chứ không có thấy builder đâu cả, thì không biết là cái tin đồn này nó có chuẩn xác hay không dưới cái góc nhìn và dưới cái trải nghiệm của một người đã thực sự đi token 2049. Bảo là toàn VC không thì cũng có lý, cũng có cái lý của người ta, tại vì như mà trải nghiệm của mình á, đi á thì cứ nhìn một góc này là áo một người mặc áo của Spartan, nhìn góc kia là một người mặc áo của Wintermute, nhìn góc này là một người mặc áo của FTX chẳng hạn, thì mình nghĩ là tại vì có những cái bên họ làm marketing tốt, họ có những cái merch người ta tặng cho người ta, thì người ta cứ mặc áo và người ta đi làm một lòng vòng thôi. Còn về phía builder á, thì các bạn biết rồi, builder thì là những cái người mà kiểu nó đi người ta ví dụ như các bạn có thể lên Twitter của Santiago á, mình biết Santiago không nhỉ? Santiago Santos á, ông là một KOL mà mình cũng follow trên thị trường. Nhìn ổng chụp hình á, không ai, tức là các bạn sẽ biết câu chuyện là cái người mà KOL trên Twitter ngoài đời hoặc là builder á, người ta nhìn trên mạng xã hội cái thể hiện người ta rất là khác so với ngoài đời, người ta nhìn rất là low key. Thì không ai biết được là người đó là builder, và người ta chắc chắn là người ta cũng chả tự dưng đem đi khoe là ấy ta làm đây ta làm kia làm gì cả. Thì người ta ít, người ta nhìn low key hơn thì ít để ý hơn. Còn thật ra như mình nói, kể cả trải nghiệm ở trong event chính lẫn những cái side event á, thì thấy các dự án đưa người đi khá nhiều, có những cái conversation rất là hữu ích. Nhưng mà mọi người cũng biết, nếu mà đặt vai trò là một dự án đi, base ở một quốc gia khác, xong rồi là đưa một cái team của mình đi event á, thì mọi người có lôi head engineering của mình đi không, hay là mọi người sẽ đưa BD hoặc là đưa head of marketing đi? Nhưng mà gì thì gì, cái gọi là gì, cái độ độc đặc về crypto của cái không khí ở trong đấy, cũng như là trong các cái cuộc thảo luận, mình thấy rất là hữu ích, cực kỳ hữu ích. Có một cái nữa cũng khá là hay, có thể nói là tất nhiên là các bạn biết rồi, nếu mà nhắc đến câu chuyện tiền bạc á, thì cái việc mà có được một, tức là có 200 dự án cùng đến cái event này mà để mà mình outstanding ra, thì nó không phải là cái gì rẻ cả, quy ra tiền thì cũng rất là đắt. Và mình nghĩ đâu đấy á, là cái kích thước của bút của một dự án ở cái event đấy á, nó cũng thể hiện cái vị thế của cái dự án đấy trong thị trường. Ví dụ như câu chuyện là bọn mình đến bút của Polkadot, nó xây bút của Polkadot xây đúng là theo cái theme của cái mạng lưới đấy luôn, là bút của Polkadot là bút, một cái bút lớn gấp 4 lần những cái bút khác. Xong rồi là ở đó họ sẽ cắm những cái máy của những cái dự án tham gia parachain của Polkadot ở trên đấy. Nó là một cái khung lên, xong rồi là các cái máy của các dự án sẽ cắm vào đấy và để người dùng trải nghiệm. Và nếu mà ai mà hiểu về Polkadot sẽ thấy cái setup đấy rất là thú vị, và mình nhớ mãi luôn. Hay mà nó là một cái concept mà vừa marketing hay mà vừa gọi là educate người ta về cái cấu trúc product, mà nó cũng thân thiện nữa, đúng không? Thì đó cũng khá là hay. Rồi ví dụ như là những sàn, thực ra là những sàn giao dịch là những đơn vị có bút lớn nhất ở trong đấy, từ FTX này, OKX này, AAX này, Bitget này, những sàn đều có những quả bút rất là to phải gấp 3 lần các bút khác. Cái thông tin này thì có thể nó sẽ hơi nhạy cảm đó. Rồi có một cái câu hỏi gọi như là một cái ước tính thôi, tức là khi mà tham gia vào cái sự kiện này thì mọi người sẽ nói nhiều về cái mạng thị trường nào nhất? Phần lớn các cái chương trình rồi những cái cuộc hội thoại bên lề thì mọi người sẽ nói về cái mạng thị trường nào nhất? DeFi, GameFi hay là các cái ví dụ như là service bên lề? Thì mình nghĩ là nó tùy vào cái việc là dự án đấy làm về mạng gì. Thì đúng rồi, thì ví dụ như là GameFi thì họ sẽ nói về GameFi, DeFi họ sẽ nói về DeFi. Nhưng mà đâu đấy á, một cảm giác overall của mình xung quanh các cuộc thảo luận á, là mọi người vẫn sẽ nói về Layer 1 nhiều hơn. Mọi người vẫn sẽ có những cái conversation đâu đấy, họ sẽ vẫn sẽ nhắc đến những cái tên mới. Thì như mình có đi nói chuyện, mình không biết tại sao mà cái từ khóa Aptos và Sui nó xuất hiện nhiều như vậy, mình không biết. Kể cả là mình có nói với dự án mà làm infrastructure hay là mình làm dự án NFT, họ cũng cứ đâu đấy họ cũng sẽ nói về những cái L1 nếu mà
đi sâu xuống dưới nữa những cái cuộc thảo luận. Thì mình không biết là có phải là họ học thuộc bài để họ đi gây ấn tượng với người khác trong cuộc nói chuyện không, cái đấy thì mình không biết, nhưng mà ở đâu đấy thì cái narrative của mọi người thì vẫn nói về những cái layer 1. Những layer 1 mới đúng không? Chứ layer 1 mới. Chứ phần lớn thì mọi người quá quen với những cái platform nó đã có cái vị thế trong thị trường rồi thì chắc cũng ít người ta hứng thú để người ta đề cập lại. Rồi thì chắc là đoạn cuối này thì chắc là mình sẽ ngồi chia sẻ một vài thứ liên quan đến cái hành trình vừa rồi ha. Thì có cái song song với những cái trải nghiệm về mặt gọi là thị trường và tác nghiệp á, thì không biết là sau cái hành trình này thì Phong có cái gọi là một cái bài học gì về bản thân mình không? Tức là nó thiên về cái khía cạnh là phát triển cá nhân nhiều hơn á, thế chứ là nó cũng không liên quan quá nhiều đến cái kỹ năng hay là cái tác nghiệp gì cả. Thì không biết cái chia sẻ từ phía Phong sau cái hành trình này nó là gì? Thì mình nghĩ là về cái mặt tổ chức của Token 2009 cũng thì mình nghĩ là nó sẽ không phải là liên quan đến vấn đề phát triển cá nhân nhiều lắm, mà là về cái cách tổ chức một event của Token 2009. Nhưng mà như mình nói từ lúc đầu á, thì đây nó sẽ là một cái tiêu chuẩn cao nhất của một cái event có thể tổ chức được. Tức là họ có một cái hall rất là lớn để mà có host event chính nhá, và thực ra thì chính họ cũng, chính những người tổ chức mình nghĩ là cũng biết được là những cái dự án đến đây họ sẽ muốn tham gia side event nhiều hơn, cho nên là họ chọn một cái thành phố như là Singapore. Xung quanh đấy có rất là nhiều quán bar, rất là nhiều nhà hàng, rất là nhiều cái vị trí và đi rất là gần nhau, chỉ trong cắm cái compa quay bán kính khoảng độ 3 cây số thôi thì hầu như các side event đều diễn ra trong cái vòng tròn đấy. Và thực ra mình nghĩ là trong những ở Đông Nam Á này thì chắc là chỉ có Singapore mới làm được cái đấy, tức là vừa có một cái sảnh rất là lớn để mà tổ chức, xong rồi có nhiều khách sạn xung quanh để mọi người tham gia ở lại, xong rồi lại có cả những cái nơi mà để tổ chức side event hàng trăm nơi như vậy để mọi người cùng chọn lựa với nhau, và tất cả đều có một cái tiêu chuẩn rất là cao. Cũng như là cái cách mà họ vận hành một cái event mà có, theo như mà họ nói á, là có 7.000 người tham dự, rồi có hàng trăm speaker, rồi có cũng hàng trăm dự án đến luôn. Và bằng một, họ có ứng dụng này trên điện thoại này, họ có email, họ có group chat để trao đổi, họ có tần tật những cái phương tiện để mà họ làm sao đó họ manage được một cái khối lượng công việc khổng lồ như vậy để họ cùng làm. Thì nếu như ở Việt Nam mà muốn làm được đến cái tiêu chuẩn đấy thì mình nghĩ cũng phải cố gắng rất là nhiều, cả về truyền thông lẫn kết nối dự án lẫn, thì mình nghĩ là đúng không, làm event thì nó là cái câu chuyện mà con gà quả trứng á, là muốn nhiều người tham dự thì phải có nhiều speaker và dự án nổi tiếng, nhưng mà cái dự án và speaker nổi tiếng họ chỉ muốn đến nơi nào mà có đông người tham dự thôi, đó thì phải cân bằng cả hai cái đầu cái đấy. Thì mình nghĩ đó là bài toán khó nhất của làm event, và tôi đang nghĩ là làm rất là tốt cái câu chuyện đấy. Quan đi quẩn lại thì nó sau một cái hành trình thì nó cũng là một cái gì đó rất là inspiring, một cái gì đó nó thôi thúc mình rất là nhiều và mình học hỏi được rất là nhiều từ cái trải nghiệm đó, và nó là một cái động lực để mình cải thiện bản thân mình mỗi ngày hơn, đúng không? Thì mình nghĩ là đâu đó thì anh em cũng đã phần nào cảm nhận được cái tinh thần xuyên suốt cái cuộc trò chuyện này rồi. Thì hy vọng là cái phép thử tuần này của bọn mình, nó mang lại những cái kết quả, những cái phản hồi tích cực, và nó cũng là một cái gì đó rất là mới, mang lại những cái làn sóng mới cho xuyên suốt cái series này. Mình hy vọng là những cái chia sẻ trong tập hôm nay thì phần nào nó đưa ra được những cái góc nhìn mà chỉ những người trong cuộc mới có thể gọi là cảm nhận được. Thì không biết nói gì hơn, một lần nữa cảm ơn vị khách mời của DeFi Discussion tập hôm nay, và hy vọng là cái việc đổi vai này thì nó đã suôn sẻ, đúng không? Thực ra thì những cái chia sẻ của mình thì mình cũng mong là đâu đấy thì cho các bạn thấy được một cái không khí của một cái event rất là lớn như vậy. Và đâu đấy thì nó cũng sẽ một phần là giúp cho các bạn là nếu như mà các bạn đang phân vân về cái việc mà có nên tham gia một vài cái event crypto hay không, hay là
có nên đi ra ngoài rồi connect để xem không biết là mình sẽ nhận được giá trị gì về á, thì hy vọng là đâu đấy là một chút chia sẻ của mình có thể giải đáp được cái thắc mắc của các bạn. Và ok, đó là tất cả những gì bọn mình có cho tập DeFi Discussion tuần này, và hẹn gặp lại anh em trong những tập podcast tiếp theo với nhiều topic đa dạng và thú vị xoay quanh thị trường crypto cũng như là mảng thị trường DeFi ha. Ok, xin chào các bạn, hẹn gặp lại.